Mày chạy làm sao được? Lúc nào là chị về đội? Tí nữa, trốn được lúc rồi. Mày lại đây. Mày chết mẹ. Mày lại đây. Mày đưa chị mày về nhé. Thôi, mày vẽ chuyện. Lại. Ăn đi, kệ ai đâu. Chị vào đi. Về đi. Lần sau không phải đưa chị như này đâu. Chị đi mình quen rồi. Ôi, cái này chú yên tâm. Dù gì chị cũng là con gái. Em là đàn ông, phải bảo vệ chị chứ. Ừ? Thế cứ là đàn ông là phải bảo vệ hết phụ nữ à? Em chỉ bảo vệ chị thôi. Người khác á, mình có mơ. Hấp. Em chỉ được bảo vệ người phụ nữ của cuộc đời em thôi. Còn những đứa khác ấy, em phải mặc kệ. Đàn ông mà tốt với tất cả phụ nữ không phải là đàn ông tốt đâu. Thì nhà có mỗi chị là con gái. Em không bảo vệ chị thì em bảo vệ ai? Đùa. Đưa đi có một tí. Được rồi, được rồi. Cảm ơn bé Dũng nha. Mà hôm nay khó tính thế nhở. Thôi chị bảo đây. Đã trốn rồi còn đứng đây. Thời nhìn thấy là chết. Vào đi. Bye bye. Bye bye. Ơ, này, sao đi đường đấy, sao không đi đường kia? Đã từ trốn còn đấy đi còn chính, tớ hơi rồi. Nào, 3, 2, 1. Trời ơi, gớm, cứ làm như chị là con bánh bèo ấy. Này. Ôi, dạ. Giờ ngủ đứng đêm gì? Em thầy ơi, muộn rồi, hay là thầy đi về đi ạ? À? Giả mắt kém đấy nhỉ, không nhìn rõ ai với ai. Thầy về đi thầy. Chị Đông, em không nói đùa đâu, em sẽ bảo vệ chị. Và em cũng chăm sóc cả bố Nam, anh Hùng, nuôi cả ông Bảo nữa. Đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Nếu em không bảo vệ được mọi người thì cứ để mọi người bảo vệ em. Đôi khi được bao bọc cho người khác cũng là hạnh phúc mà. Vâng. Cho nên là nhẹ nhàng với anh Hùng một tí. Ông ấy lo cho em từng tí một mà em cứ dẫy nảy lên như đỉa phải vội. Em biết rồi. Cười lên nghe xem nào. Đi nhá. Nào, đây. Rồi, chị đi. Hôm trước cháu đã xem số liệu quý trước của bên chú rồi. Đúng là không bán được nhiều. Nhưng mà không chỉ là mặt hàng của bên cháu đâu, mà các thương hiệu khác cũng đều sụt giảm chú ạ. Cái khác làm sao? Thằng khác cũng không bán được chú ạ. Kệ nó. Chú ơi. Đi giày đầm hơi sớm. Thôi cô ạ. Kệ tôi. Mà ông ở nhà trông hàng cho cẩn thận ý. Nhớ bán được cái gì thì ghi vào sổ. Đừng dở cái thói bán hai mà ghi một là không qua được mắt tôi đâu. Bà nói với chồng cho nó phải chuẩn. Tôi là chồng bà chứ không xin nhà bà. Không xin nhà bà nó làm nó có lương. Cái này ở đâu ra? Cái này ở đâu ra? Ở nhà trong hàng đi. Áo bát phở vào không tí nó lại để tụt huyết áp. Chú ơi, cháu nghĩ là chú cháu mình nên tìm ra nguyên nhân để có thể cải thiện được doanh số chú ạ. Chú cháu mình đều có lợi mà. Không nhập được. Về đi cho tôi còn bán hàng. Trước khi về thì xếp lại cái đống kia đi. Ai cho ông xới tung cửa hàng tôi lên kia? Dạ, cháu xin phép cô rồi mà. Xếp lại đi. Bà ấy thì biết cái gì? Chuẩn vệ sĩ của chị chưa? Quá đẹp trai. Chắc chắn là tin nhắn của anh Dũng đẹp trai. Lại nữa rồi đấy. Tò mò không tốt đâu. Chị phải tin em. Người có kinh nghiệm xem phim ngôn tình ấy, nói không có sai đâu. Cả
thằng Thắng à? Không phải chị, là anh Dũng ấy. Tôi vá vẩn. Em trai tôi đấy cô ạ. Sao? Thích không? Giới thiệu cho. Nhìn đi. Ăn đi. Nhưng mà mày có bị như tao đâu. Mà tao có thấy mày chửi thằng Dũng bao giờ đâu. Bởi vì con người tao nhẹ nhàng, thanh tao, hòa nhã. Mà thằng Dũng thì lại rất có lòng tự trọng. Mày thử nghĩ mà xem. Nếu như ông bà già mày không thương mày thì mặc xác mày thế là xong. Việc gì phải đến nhà người ta van xin lạy lục. Khổ thân. Già từng đấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải hạ mình, quỵ lụy người khác vì con. Tao như mày, tao nghĩ bố mẹ ơi, con sai rồi. Bố mẹ yêu thương con như thế mà con lại phụ lòng bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con sẽ về nhà.